Cô bé tự chế tạo gấu capybara tại nhà, thành quả khiến nhiều người cười không nhặt được mồm, cứ ngỡ đây là Alibaba. Mình mới là một con capybara và nó có thể rút ra, nó tự kéo lại luôn. Nó kéo lại nhanh. Mặc dù loại gấu bông capybara này đã ra mắt thị trường khá lâu, thế nhưng vẫn được nhiều người yêu thích nhờ vào sự dễ thương và thân thiện của chúng khi được dân mạng đặt cho cái tên là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Không những vậy, sự dễ thương còn toát ra ở bên ngoài của chú gấu bông khi được trang trí bằng biểu cảm chảy nước mũi trông vô cùng đáng yêu nên đã khiến giới trẻ yêu thích. Mới đây, một cô bé vì thích thú việc tự chế tạo đồ chơi tại nhà nên đã tự làm cho mình một chú gấu bông capybara bằng những miếng xốp. Cô bé miệt mài chế tạo để đúng tiến độ quay video đăng cấp top cho mọi người xem thành quả của mình có giống đến 99% hay không. Tuy nhiên, thành quả cuối cùng gây chấn động địa cầu khiến nhiều người xem xong không khỏi bật cười khi capybara đâu không thấy mà chỉ thấy mỗi Alibaba. Nó kéo lại luôn. Nó kéo lại nhanh. Nhưng mình không có làm chậm được. Làm nhanh thôi à. Chậm thì phải cần có cái máy á. Ở cái này cắt mệt chết luôn. Một chiếc quẩy gọi là tôi sẽ ép một cái hình mới nhất nhất chiến. Ít sao nó liên tục lại được không? Hồi nữa nó sẽ làm cái gì kia cái này. Mười điểm không có nhưng hết chứ chậm. Cô bé đã làm những chi tiết về biểu cảm nước mũi chảy của chú capybara, thậm chí có thể làm nước mũi tự thu lại khi được kéo ra giống với phiên bản real 99%, khiến dân mạng phải chấm cho cô bé 10 điểm. Tuy nhiên, sau khi thấy thành quả thì 90 điểm còn lại dân mạng xin được giữ lại. Về việc loài thú capybara được ưa chuộng là bởi sự thân thiện của chúng khi được dân mạng đặt cho với tên gọi là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là bởi vì nhiều người có thể dễ dàng bắt gặp chúng đi cùng hay được ngồi lên đầu lên cổ của những loài động vật khác trông vô cùng tự nhiên. Con gấu bông capybara độc nhất vô nhị của cô bé sau khi ra đời và đăng lên mạng khiến nhiều người phải bật cười khi không biết đây là capybara hay là Alibaba hay là Aquafina. Bên cạnh đó, không ít người xem xong đoạn video đã thích thú về chú gấu capybara tự chế của cô bé mà để lại bình luận kiểu: "Này chưa hoàn thiện cho nên thấy giống Alibaba đó mọi người, chứ nếu đúng thành phẩm là Aquafina nha." Cô bé đang nhỏ mà có sáng tạo vậy là quá giỏi rồi đó nha, cố gắng vẽ mắt một xíu nữa là giống rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.